nhiều khi là có khi không nói 6 năm là 6 năm thôi, nhưng mà 6 năm là mẫu nào thì mình giờ những mẫu 6 năm thì được cái đó bạn không đúng không đấy. Dạ, xin chào quý vị và các bạn ạ. Đây em có một mẫu chậu mới đây các bác nhé. Dạ. Cái chậu này là mới ra, bình thường chậu 65 thì bên em bán 1,5 triệu. Nhưng mà chậu này thì bên em bán 2 triệu một bộ ạ. Dạ, mẫu cực mới luôn các bác nhé. Dạ. Bên trong là toàn chữ Hán thôi ạ. Chữ Hán đây các bác nhé. Em quay lại cho các bác xem. Đây. Khuôn này là rộng miệng của nó là 65. Cũng rộng nhất là 65 ạ. Rồi ạ, cao của nó là bao nhiêu? Chiều cao của chậu là bao nhiêu đây? Cho xin cái kích thước ở trong tờ giấy. À, 60. Dạ các bác nhé. Khuôn chậu mẫu mới ạ. Khuôn này cực kỳ là đẹp luôn ạ. 60 đấy. Cao 53 các bác nhé.